Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Y tế Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng người bệnh ung thư tuyến giáp đang có xu hướng gia tăng. Để phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người dân cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là thực hiện siêu âm tuyến giáp. Nội dung này sẽ được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục ngày hôm nay. Cuối chương trình, mục phổ biến kiến thức sẽ giới thiệu nội dung về xây dựng trường học không khói thuốc lá. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vừa qua, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh phối hợp với Khoa Sức khỏe sinh sản, Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho trên 40 nữ nhân viên, người lao động của bệnh viện. Trong đợt khám sức khỏe này, viên chức lao động nữ được kiểm tra tổng thể tình trạng sức khỏe sinh sản, được tư vấn các biện pháp tránh thai và cung cấp miễn phí các phương tiện tránh thai. Trong quá trình khám sàng lọc, nếu phát hiện những trường hợp có chỉ định điều trị sẽ điều trị tại chỗ hoặc chuyển tuyến theo phân tuyến kỹ thuật. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo, công đoàn bệnh viện, giúp cán bộ, viên chức, người lao động có sức khỏe tốt, tinh thần phấn chấn, từ đó có động lực làm việc hiệu quả hơn. Vừa qua, Sở Y tế đã có kết luận giao ban công tác y tế dự phòng quý 3 năm 2022. Dưới đây là những hoạt động nổi bật. Trong quý 3, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Các dịch bệnh thường xuyên được giám sát tại bệnh viện và cộng đồng. Dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được khống chế. Số ca mắc và tử vong giảm. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai thường xuyên, có trọng tâm trọng điểm, mang lại hiệu quả tích cực, không có tử vong do ngộ độc thực phẩm. Công tác triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh được triển khai có hiệu quả. Người dân tích cực tham gia tiêm chủng, tỷ lệ bao phủ cơ bản đều đạt trên 90%. Triển khai có hiệu quả chương trình phòng chống HIV/AIDS, dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản và các chương trình khác. Quý 4 năm 2022, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng, đẩy mạnh công tác giám sát các dịch bệnh mùa đông xuân, đặc biệt dịch bệnh sốt xuất huyết, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn, hạn chế tỷ lệ mắc, không để bệnh nhân tử vong do dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu và cập nhật dữ liệu tiêm chủng tại Ninh Bình để đưa lên hệ thống tiêm chủng quốc gia. Tập trung triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng từ 5 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh, chưa tiêm đủ mũi theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, không để lãng phí vaccine. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường tại tuyến y tế cơ sở, khám sàng lọc phát hiện bệnh nhân COVID-19 và hen phế quản tại cộng đồng và đưa vào quản lý sớm, tiếp tục triển khai và mở rộng thực hiện các đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số kế hoạch hóa gia đình, tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao đợt 2, tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2022. Thời gian gần đây, tình trạng người bệnh ung thư tuyến giáp đang có xu hướng gia tăng. Để phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người dân cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là thực hiện siêu âm tuyến giáp. Trong một lần đi khám bệnh định kỳ, bệnh nhân này phát hiện ở cổ xuất hiện nhiều hạch, nhân không lớn. Sau đó, bà được chỉ định chụp cắt lớp, làm các xét nghiệm liên quan và cho kết quả bị ung thư tuyến giáp. Sau khi được tư vấn, các bác sĩ cùng ekip Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành phẫu thuật cắt hoàn toàn u tuyến giáp. Kết quả sau 3 ngày, vết cắt đã khô, giọng nói của bà hoàn toàn bình thường. Người nhà tôi mới phát hiện bệnh cách đây đậu 10 hôm thôi. Bác thấy nuốt nước bọt thì nó khó nuốt. Thì bác sĩ bảo cũng bị u tuyến giáp đấy. Vậy là tôi cho bác nên điều trị. Cho đến nay thì là vết mổ tôi thấy hồi phục bình thường. Mà giọng nói của bác cũng không ảnh hưởng gì đến âm thanh. Giọng nói tiến triển tốt. Ung thư tuyến giáp là một ung thư rất thường gặp, hay gặp nhất là nữ giới. Theo thống kê trên thế giới thì ung thư tuyến giáp thì đứng hàng thứ 5 ở nữ giới và đứng hàng thứ 15 ở nam giới. Có hai thể, đó là ung thư tuyến giáp biệt hóa và không biệt hóa. Ung thư tuyến giáp biệt hóa thì thường gặp ở những bệnh nhân thông thường chiếm khoảng 90% bệnh nhân đến viện trong giai đoạn tương đối sớm và có khả năng phẫu thuật tốt và điều trị khỏi hoàn toàn. Còn ung thư không biệt hóa thì thông thường bệnh nhân phát hiện trong tình trạng giai đoạn muộn, đã di căn xa, di căn hạch cổ rất là nhiều, nên thông thường không có khả năng phẫu thuật. Gần đây, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân tới khám và thực hiện phẫu thuật các vấn đề liên quan đến bệnh lý tuyến giáp. Phần lớn là nữ giới có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi.
Theo các bác sĩ, nếu phát hiện u tuyến giáp ở giai đoạn sớm thì việc cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp kết hợp nạo vết hạch cổ là phương pháp điều trị tối ưu nhất, hoặc phẫu thuật cắt thùy eo tuyến giáp. Đây là hai phương pháp được trung tâm ung bướu sử dụng nhiều trong thời gian qua. Các phương pháp này không có tai biến trong phẫu thuật, biến chứng sau phẫu thuật. Bệnh nhân có thể giữ được giọng nói hoàn toàn bình thường và ra viện sau 5 ngày điều trị. Về mặt cái yếu tố nguy cơ thì gồm có các yếu tố nguy cơ liên quan đến môi trường và chế độ ăn uống, thì kết hợp với lại các yếu tố liên quan đến yếu tố gia đình và các bệnh lý liên quan đến tuyến giáp. Ví dụ như về ung thư tuyến giáp mà liên quan đến môi trường, người ta nhận thấy là những cái bệnh nhân mà sống ở những cái vùng gần biển hay là sống ở những vùng núi cao thì cái tỷ lệ mắc nhân giáp thì nhiều hơn và có xu hướng là ung thư cao hơn. Bên cạnh đó còn có những cái yếu tố nữa về tiền sử bệnh lý xạ trị vùng cổ cũng gặp cũng bệnh nhân ung thư tuyến giáp tương đối nhiều. Vì thế những bệnh nhân mà xạ trị hay điều trị bằng tia xạ vùng cổ thì nên đi khám sức khỏe định kỳ khoảng 3-6 tháng. Và những người mà có mắc những bệnh lý tuyến giáp như viêm tuyến giáp hay là nhân tuyến giáp hay biếu cổ đơn thuần thì cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ, bởi vì tỷ lệ phát hiện ung thư hóa trên những bệnh nhân này cũng tương đối cao. Hiện nay ung thư tuyến giáp đang có xu hướng trẻ hóa. Mặc dù ung thư tuyến giáp thể biệt hóa là bệnh có tiên lượng tốt, nhưng bệnh nhân vẫn cần phát hiện và điều trị kịp thời để đạt được hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, bệnh thường không khởi phát triệu chứng ở giai đoạn sớm. Do đó, người dân nên chủ động khám và tầm soát ung thư tuyến giáp định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh và đưa ra phương án điều trị phù hợp, đạt hiệu quả cao nhất. Những năm qua, các cấp các ngành, cơ quan đơn vị, tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn coi trọng công tác truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động, tạo môi trường làm việc xanh, sạch, an toàn, không khói thuốc. Tham dự lớp truyền thông trực tiếp về phòng chống tác hại của thuốc lá, anh Nguyễn Văn Đồng và chị Lê Thị Thu hiện đang làm việc tại công ty MC Next Vina, khu công nghiệp Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình, được cập nhật những thông tin mới liên quan như các loại thuốc lá mới nổi, các quy định cụ thể liên quan tới xử phạt vi phạm quy định trong luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Em cũng muốn có một buổi tuyên truyền về tác hại của sử dụng thuốc lá và gây nguy hại đến mọi người xung quanh. Mọi người có ý thức hơn và hạn chế sử dụng thuốc lá. Em có nghe thông tin hút thuốc lá nhưng rất có hại cho sức khỏe và trong công việc làm việc ạ. Sau cái lớp truyền thông này thì em cũng mong muốn nói với các bạn là không hút thuốc lá nữa. Trong năm nay đã có hơn 1.500 công nhân của 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cung cấp trao đổi về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, những kiến thức cơ bản liên quan tới tác hại của thuốc lá, nhiều bệnh tật liên quan đến việc hút thuốc lá điện tử, ảnh hưởng của thuốc lá đến chức năng phổi. Hút thuốc lá là nguyên nhân của 90% các ca ung thư phổi. Người hút thuốc lá có tỷ lệ ung thư miệng cao gấp 27 lần và ung thư thanh quản cao gấp 12 lần so với người không hút thuốc lá. Thuốc lá với sức khỏe sinh sản, những bệnh thường gặp đối với người hút thuốc lá. Tất cả các anh em trong phân xưởng cũng như là các anh em đi nổ mìn chúng tôi cũng đều biết tác hại của thuốc lá và tất cả anh em cũng đều không sử dụng. Và công ty cũng đã phổ biến tất cả các quy tắc, quy chuẩn liên quan đến sự nguy hiểm của thuốc lá đối với một là ngành nghề của bọn tôi hay là đối với sức khỏe của chính bản thân của những người anh em trong công ty cũng như là trong phân xưởng bọn tôi. Thì sau buổi tạo hôm nay thì em cũng như mọi người cũng biết thêm được nhiều về luật quy định về một luật thuốc lá cũng như tác hại và cũng có một số những biện pháp giúp cho thứ nhất là những công nhân viên trong cán bộ của công ty để có thể giảm thiểu được cái vấn đề hút thuốc lá. Và thứ hai nữa là có thể tuyên truyền được cho những người ở trong gia đình có những cái biện pháp, cũng có những cái phòng tránh cũng như là có một số những cái nhận thức nhiều hơn về tác hại thuốc lá. Hiệu quả trong truyền thông trực tiếp về phòng chống tác hại của thuốc lá không dừng lại ở công nhân của các doanh nghiệp, hơn nữa cũng tạo sự chuyển biến tích cực ở ban lãnh đạo, ban chấp hành công đoàn của các doanh nghiệp thông qua việc triển khai thực hiện những hoạt động cụ thể trong phòng chống tác hại thuốc lá, tích cực trong xây dựng nơi làm việc, sản xuất kinh doanh không khói thuốc như thành lập ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá, đơn vị, đưa quy định cấm hút thuốc lá trong nhà xưởng, phòng làm việc và quy chế nội bộ, bố trí khu hút thuốc lá cho người hút thuốc, treo biển cảnh báo cấm hút thuốc lá, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, nhân viên, công nhân, định kỳ hàng năm.
Cái ý nghĩa của cái buổi truyền thông hôm nay ấy, thì nó sẽ tuyên truyền thứ nhất là đối với các cấp quản lý đấy, đứng đầu của các ca rồi đến các cấp quản lý của các nhóm trưởng, sau đó tất cả các quản lý sẽ tuyên truyền rộng rãi xuống những cán bộ công nhân viên của từng phân xưởng cũng như là của tất cả các cán bộ công nhân viên của nhà máy để làm sao biết được và nắm được cái tác hại của thuốc lá đấy, cũng như cái chi phí để mình bỏ tiền ra mình mua thuốc và cái sức khỏe lợi hại sức khỏe đến bản thân mình cũng như người xung quanh. Từ ban lãnh đạo công ty cũng đã có những cái kế hoạch hàng năm cho cái việc mà đào tạo nội bộ cũng như xây dựng ra các cái quy định để mà định hướng cho người lao động sẽ phải tuân thủ. Ngoài ra thì đối với vai trò của công đoàn thì cũng thực hiện các cái chính sách cũng như là các cái kế hoạch của công đoàn cấp trên, thì hàng năm cũng phối hợp cũng với các cơ quan nhà nước, đặc biệt là CDC hoặc là Công an tỉnh Ninh Bình về công tác tuyên truyền cho người lao động về pháp luật an toàn giao thông và đặc biệt đó là về tác hại của thuốc lá. Có thể khẳng định hoạt động truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá đã được quan tâm thực hiện thường xuyên tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự phối hợp truyền thông trực tiếp với cán bộ truyền thông có kiến thức sâu và kinh nghiệm đã và đang đạt hiệu quả tích cực hơn. Thông qua các hoạt động truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với đội ngũ công nhân, lao động. Từ đó chủ động có giải pháp phòng chống hiệu quả, nâng cao sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Cuối chương trình, mục phổ biến kiến thức sẽ giới thiệu nội dung về xây dựng trường học không khói thuốc lá. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Môi trường trường học là một trong những cái môi trường mà yêu cầu nghiêm ngặt cái việc mà không sử dụng thuốc lá. Thế thì đối với lại thanh thiếu niên thì nó rất dễ dàng tiếp cận và sử dụng thuốc lá. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của học sinh cũng như là của các những người làm việc ở trong môi trường trường học. Để mà xây dựng cái môi trường không khói thuốc thì thứ nhất là chúng ta phải có cái nội quy quy định đối với lại các cái nơi niêm yết ở các cái nơi mà dễ nhìn dễ thấy trước sân trường, cổng trường, rồi là cầu thang, khu vực mà dễ nhìn. Thế và đối với lại học sinh, chiến lược quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá thì chúng ta giảm dần các cái tỷ lệ. Hiện nay thì cái tỷ lệ hút thuốc đang ở 26% đối với học sinh thì chúng ta sẽ giảm xuống dưới 20%. Vào năm 2025 chúng ta cần kiểm soát tốt các cái học sinh mà tiếp cận với lại các cái loại hình thuốc lá mới nổi như thuốc lá điện tử rồi các cái loại si sa, luôn luôn là có cái truyền thông vào các cái buổi học ngoại khóa để cho các em nắm được cái tác hại của thuốc lá để xây dựng một cái môi trường nhà trường không khói thuốc. Cái tiêu chí xây dựng môi trường trường học không khói thuốc, cái thứ nhất là chúng ta phải niêm yết các cái bảng biểu cấm hút thuốc. Cái thứ hai nữa là chúng ta có các cái kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trong nhà trường. Cái thứ ba nữa là có triển khai các cái hoạt động truyền thông. Cái thứ tư nữa là trong nhà trường thì không có các cái vật dụng mà gạt tàn thuốc lá hoặc là các cái điếu cày, điếu bát để hút thuốc lá, thuốc lào. Thế và không quảng cáo các cái sản phẩm, bày bán các cái sản phẩm của thuốc lá và nhận các cái tài trợ quảng cáo sản phẩm thuốc lá. Trước khi mà xây dựng kế hoạch thì khảo sát về cái mức độ hút thuốc lá ở trong nhà trường, thế và đưa ra các cái giải pháp để thực hiện cái việc mà triển khai kế hoạch, thường xuyên đôn đốc để giám sát kiểm tra cái việc hút thuốc, rồi đưa các cái quy định về không hút thuốc vào các cái nội quy quy chế của nhà trường.
thực hiện cái môi trường không khói thuốc nó có cái ý nghĩa. Cái thứ nhất là để cho học sinh, sinh viên ý thức được cái việc tác hại của thuốc lá đối với lại sức khỏe con người, để cho các em học sinh không nghiện và tìm đến những cái việc hút thuốc. Cái thứ hai nữa là các thầy cô giáo và các em học sinh được hưởng một cái môi trường lành mạnh, không khói thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe. Một vấn đề nữa là phòng ngừa các cái tai tệ nạn đối với lại các em học sinh ở trong trường học. Tới đây thì thời lượng dành cho chuyên mục y tế kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.